vị và các bạn, Việt Nam là một trong số 10 quốc gia có tốc độ gia tăng bệnh đái tháo đường cao nhất trên thế giới, gấp đôi trong vòng 10 năm qua. Ước tính cứ trong 20 người Việt Nam trưởng thành thì có một người bị mắc bệnh đái tháo đường. Đây là thông tin vừa được Bộ Y tế cảnh báo. Rất nhiều người đã tham gia các hoạt động đo đường huyết, đo mật độ xương miễn phí, khám và cấp phát tài liệu truyền thông về đái tháo đường. Sự quan tâm của nhiều đối tượng với các hoạt động trong ngày Thế giới phòng chống đái tháo đường tại Hà Nội cho thấy nhiều người đã nhận thức được việc tầm soát căn bệnh mãn tính này. Bệnh đái tháo đường được xem là một trong 4 đại dịch của thế kỷ. Bệnh đang ngày càng gia tăng trên toàn cầu, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Tuy tỷ lệ đái tháo đường của Việt Nam không cao nhất thế giới, nhưng Việt Nam lại có 3 yếu tố nguy cơ: tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới, người bệnh đang trẻ hóa nhiều và nhận thức của cộng đồng về đái tháo đường còn rất thấp. Thực sự đáng báo động không chỉ đối với Hà Nội mà đối với cả tất cả các tỉnh về vấn đề đái tháo đường đang càng ngày càng trẻ hóa. Các em mà khi đến khám với chúng tôi đều trong tình trạng là dư thừa về cân nặng. Cái bệnh đái tháo đường này nó không trừ một ai, không trừ một gia đình nào, cho nên chúng ta phải quan tâm để phòng chống cái bệnh này. Mà khi đã có triệu chứng nghi ngờ thì phải đi xét nghiệm ngay. Và tốt nhất tôi khuyên mọi người là cứ một năm cố gắng một năm đi kiểm tra sức khỏe, trong đó có kiểm tra về đường máu và kể cả kiểm tra lipid, tức là nhóm mỡ của máu. Hiện theo các chuyên gia, hơn 50% số người bị bệnh đái tháo đường chưa được chẩn đoán. Rất nhiều bệnh nhân đái tháo đường type 2 khi phát hiện đã có nhiều biến chứng như gây bệnh tim mạch, mù lòa, suy thận và cắt cụt chi. Do vậy, cách tốt nhất để phòng và điều trị bệnh là mỗi người hãy tầm soát đái tháo đường để làm thay đổi diễn biến của bệnh và giảm nguy cơ các biến chứng của nó. Nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất, từ đó phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người nông dân, huyện Đà Tẻ đã cấp kinh phí để Hội Nông dân huyện xây dựng thực hiện 4 mô hình điểm trong sản xuất chăn nuôi với tổng kinh phí